Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi xin chia sẻ về vấn đề cái bệnh ung thư, nguyên nhân cũng như là tại sao mà mình mắc bệnh ung thư. Thì nguyên nhân thì có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà chung quy lại là do cách ăn uống, do lối sống, do môi trường. Môi trường thì nó tác động đến, thì sẽ đấy là tác nhân để gây nên những cái ung thư. Thế nhưng mà khi đã mắc bệnh ung thư rồi, để đi tìm hiểu cái bệnh của mình, hiểu như thế nào cho nó dễ nhất, và đồng thời cũng chính vì cái tìm hiểu cho nó dễ nhất đấy để mình xử sự với nó, đối xử với bệnh tật cho nó đúng, để từng bước một mình có cái vượt qua. Về ý chí lạc quan và tin tưởng vào bệnh tật, mình sẽ thắng bệnh tật là một câu chuyện. Thế nhưng mà khi mắc bệnh rồi thì như mọi người đã biết đấy, mọi người đều phải suy nghĩ, đúng không ạ? Thế và nhất là khi ta ở trong bệnh viện thì các bác sĩ đều khuyên ta là ta phải chiến đấu với bệnh tật, chiến đấu với nó. Thế thì ở trong nói đến từ chiến đấu ấy, thì ở trong quân đội thì chúng tôi á, đấy là một cái nhiệm vụ chính, là một cái nhiệm vụ mà nói là khi tác chiến ấy, là làm sao là phải giành thắng lợi, thì gọi chỉ có hai từ chiến đấu thôi, nhưng mà anh phải làm mấy cái bước như thế này. Một là anh phải có bước chuẩn bị. Bước chuẩn bị, trong cái bước chuẩn bị ấy, thì phải gồm rất nhiều vấn đề, chuẩn bị về lực lượng, chuẩn bị về hậu cần, vân vân. Đó. Thế thì chuẩn bị tốt bao nhiêu thì anh xông pha ra trận. Thứ hai là ra trận bắt đầu là nhau. Đó. Thì càng hạn chế thương vong và giành thắng lợi. Cái hiệu suất ấy, giành thắng lợi càng lớn. Thế thì trong bệnh tật các bác sĩ đều khuyên ta mình phải chiến đấu với nó. Thì chính là cái này. Đó, chính là cái này. Cho nên là trong công tác chuẩn bị của anh là phải thật chu đáo. Thật chu đáo. Thứ nhất về mặt tư tưởng là phải lạc quan, phải có niềm tin về chiến thắng bệnh tật. Đó. Và một điều đặc biệt tức là mọi công tác chuẩn bị về ăn uống, về đi lại, về sinh hoạt, tất mọi thứ là anh phải chuẩn bị đối xử với nó cho nó, tức là chuẩn bị bước vào cái việc là mình là bồi dưỡng cũng như là tập tành luyện tập và nghe theo lời khuyên của mọi người như thế nào cho nó đúng, để cho nó khi mình thực hiện nó có hiệu quả. Nhưng mà đặc biệt đấy, trong đánh nhau ấy thì hay là trong gọi là ta gọi là chiến đấu ấy, thì là gì, tức là biết địch, có một câu như thế là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đó. Anh phải nắm được lực lượng của địch như thế nào, nắm được lực lượng của ta nào. Trong nắm lực lượng đấy thì nó gồm những nhiều thứ. Thế thì đối với mình có bệnh như thế, thứ nhất anh phải hiểu, anh phải hiểu, tức là mình phải hiểu được cái trong cơ thể mình. Đó, cái bệnh như thế nào, bởi vì mình là bệnh nhân, mình có làm cái nghề gì đi đâu, mình không hiểu thì là mình phải tham khảo bác sĩ trong bệnh viện thì cũng 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 tức là thực ra cái lúc bấy giờ ấy thì cũng thông cảm cho các giáo sư bác sĩ là cũng không có thời gian để giải thích cặn kẽ chúng ta được đâu, chúng ta cũng phải nhờ anh em, nhờ bạn bè, nhất là bạn bè làm người y ấy. Đó, các anh ấy giải thích
giải thích cho. Thế và đồng thời mình cũng đi tham khảo tìm hiểu thêm cả về Đông y cả về Tây y. Khi về Tây y thì họ nói không có gì sai cả, nó hoàn toàn chính xác. Tức là do cái những cái việc tức là gọi là tế bào trong con người ta đã xuất hiện những tế bào lạ, tế bào ung thư nó đi vào nó nằm ở đâu, từ ở tạng phủ nào thì ta gọi là ung thư đấy, xong rồi di căn đi đâu đó, hay là như thế nào đó, đại khái đại để như là mọi người ta nói là mình nghe nghe thì đúng là cũng 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 biết, nhưng mà sau đó lại cũng không nhớ được, không nhớ được. Thế về 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 có về Đông y thì bảo lệch âm nhiều quá, lệch dương nhiều quá, nó không cân bằng, hay là trong con người mình nó nhiễm độc tố nhiều quá, nhiễm độc tố nhiều quá thì dẫn đến ung thư. Nhưng mà quả thực ra mà nói là khi tôi tham khảo thì thấy rằng là cũng rất phức tạp. Cái phức tạp thì khi mình thấy rằng là cái những cái việc này là không phải là từ trước đến nay loài người là không đề cập tới. Căn bệnh ung thư này thì đã có, tức là cũng xuất hiện từ rất lâu rồi. Và tất cả những cái gọi là những cái các nghiên cứu về ung thư thì đều tập trung vào để giải quyết để làm sao cứu loài người khỏi căn bệnh này. Khi mà tiếp cận đến vấn đề giữa kiềm và axit thì tôi thấy quả là quá hay, quá hay, và hiểu về ung thư một cách cực kỳ đơn giản. Cái nhà cụ thể như là khi con trong con người mình nhiễm axit, nhiễm axit tức là cứ kiềm và axit ấy, tức là trong con người mình nhiễm axit quá nhiều, quá nhiều axit nhiều, và đi với nó thứ hai là đi với nó là gì, sự thiếu hụt của oxy. Thứ nhất là axit, thứ hai là thiếu hụt oxy, thiếu hụt oxy quá nhiều tất yếu sẽ dẫn đến bệnh tật, mà dẫn đến bệnh tật là bệnh nặng, nặng nhất là ung thư. Thế và các nhà khoa học đã ví là axit và oxy, tức là axit và sự thiếu hụt oxy là hai mặt của một đồng xu. Tức là khi sản xuất đồng xu á, thì như mọi người biết á, thì bao giờ nó phải có hai mặt, hai mặt chứ không một một mặt thì không trở thành đồng xu được, đồng xu được. Cho nên là đã có mặt nọ thì dứt khoát phải có mặt kia, dứt khoát phải có mặt kia, nó đi song hành với nhau, song hành với nhau. Đấy. Thế thì khi mà tiếp cận đến 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 cái này ấy, thì chính là cơ thể của mình. Lúc này là cơ thể của mình là đã thấy là gì, là sự oxy bị thiếu, axit thì tăng, axit mà tăng. Đó. Chính vì vậy cho nên là mình phải đi cái điều trị, cái điều trị mà cụ thể như tôi ấy, là khi về điều trị là đi theo cái hướng này, đi theo hướng này mình phải bổ sung khí, bổ sung khí, oxy thì nằm ở trong không khí rất nhiều đó, mình phải thở, tập thở các bạn, tức là đúng là lúc này phải nói là đến tập thở, tập thở, thở làm sao để lấy oxy vào cơ thể nhiều nhất đó. Và đồng thời cách ăn uống của mình làm sao phải đào thải được axit ra nhiều nhất đó, để trở về trạng thái cân bằng, cân bằng thì mới mới có cái hy vọng là tăng lên bệnh tật. Đấy. Mình phải hiểu, tức là tôi hiểu một cách rất là đơn giản thế thôi. Thế còn về thở như thế nào thì tôi sẽ nói ở các video sau. Đấy. Nói ở video sau. Thế thì
Các bạn chú ý nhất cho tôi về vấn đề là gì? Là có 3 cái mình phải chú ý. Thứ nhất là đừng để ăn quá nhiều những ăn hoặc uống đó, quá nhiều những thứ đồ ăn thức uống mà nhiều axit. Thứ hai là mình đừng thở, làm sao đó, phải lấy được nhiều oxy, thải ra carbonic nhiều. Thứ ba là đừng để cơ thể nhiễm lạnh. Tại sao như vậy? Bởi vì cái nhiễm lạnh ấy, thì mọi người cứ hình dung như là tất cả trong cái đường đi mạch máu của mình luân chuyển ở trong cơ thể, mà cơ thể nóng á, cơ thể mình nóng lên ấy, thì đều lưu thông, nhưng mà lạnh ấy, thì bao giờ cũng bị co lại, và nó vận chuyển nó khó và nó bế tắc ở đâu thì những cái chỗ đó dần dần sẽ sinh bệnh. Cho nên rằng là cái sự chênh lệch giữa kiềm và axit cực kỳ quan trọng, sự thiếu hụt oxy cũng cực kỳ quan trọng, để cơ thể nhiễm lạnh cũng cực kỳ quan trọng. Có một điều nữa là cũng nhân tiện đây chia sẻ luôn với mọi người là các bác sĩ cũng thế thôi, cũng khuyên bệnh nhân ung thư chúng ta phải tránh xa những đám hiếu ấy, những cái đám mà có người mà đọc mới chết ấy. Đó. Thì cái này thực ra mà nói thì cũng chưa giải thích được nhiều, nhưng mà cái chính là cái nhiễm lạnh. Cái này là cái nhiễm lạnh. Nhiễm lạnh. Cho nên là thôi thì mình có người thân qua đời thì cũng phải chấp nhận một cái việc là thôi, chấp nhận cái việc là mình bất hiếu. Đó. Thì mình về sau một ít nhờ người nhà sẽ làm những cái việc cho nó bớt bớt lạnh đi, sau đó ta về sau. Chứ vì bệnh tật, chứ còn riêng cái này mà đã bị nhiễm lạnh thì cũng khó mà đã bị cái nhiễm lạnh của cái người mất á, thì cũng rất là tức là nó lại trở lại. Thế thì quay trở lại thì vấn đề như tôi nói nãy thì nó sẽ cũng có cách làm ấm cơ thể. Thì cái làm ấm cơ thể thì tôi sẽ cũng trình bày ở các video sau. Thế thì cái là gì? Cái bây giờ anh muốn thắng được của nó là thắng được cái bệnh ung thư, thì theo tôi á là gì? Tức là anh phải làm giảm cái axit đi, tăng oxy lên, cơ thể làm cơ thể nóng lên. Ba vấn đề rất là đơn giản, ba vấn đề, nhưng mà thực hiện được nó là cả một quá trình. Thế còn trong thuốc hóa chất để điều trị ung thư của ngành y bây giờ ấy, thì có, tức là trong đó có một là hàm lượng kiềm rất cao. Thế là mọi người mà khi bị căn bệnh ung thư thì trước khi, tức là chưa truyền hóa chất hoặc là mình chưa uống thuốc tây gì cả, kể cả cái thuốc để điều trị ung thư bây giờ uống thuốc viên thế, tại mình lúc bây giờ mình chưa uống gì cả, thì các bạn lấy cái giấy độ pH, cái giấy quỳ độ pH như video tôi nói trước ấy. Đấy, mọi người thử nước tiểu xem là số mấy, thì lúc bây giờ nước tiểu dứt khoát là phải về dưới 7, chắc chắn là về dưới 7. À. Thế nhưng mà khi mình uống thuốc để điều trị về ung thư, cũng như là mình truyền hóa chất về trong hóa chất để điều trị ung thư, thì mọi người thử cái kiểu tiểu xem, tức là lên mức kiềm rất cao. À. Kiềm rất cao. À. Cho nhưng mà trong chính vì cái hóa chất ấy, có kiềm cao như thế thì để làm gì? Để chính là gì? Để đẩy axit đi. À, để cân bằng lại axit. Nếu mà nếu mà chuyển hóa chất thì thường thường là 21 ngày một đợt chuyển hóa chất, thì cứ dần 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 tức là dần về sau á,
Tức là càng xa cái ngày truyền hóa chất ấy, thì các bạn cứ thử nước tiểu thì thấy rằng là nước tiểu mình lại bớt xanh đi. Bớt xanh đi tức là cơ thể mình chưa sản xuất được cái kiềm đấy. À, kiềm đấy cho nên phải nhờ cái kiềm của bên ngoài để đưa vào để truyền. Cho nên là đồ ăn thức uống ấy, là cố gắng làm sao mình phải đưa được cái lượng kiềm vào để đẩy ra axit ra. Thì cái nguyên nhân mà dẫn đến ung thư ấy, thì tôi hiểu một cách rất là đơn giản. Thế còn mình thử cái đấy được ở nhà, mình biết được tình trạng sức khỏe của mình biết được cái độ của mình đến đâu, độ đến đâu. Chứ còn về về oxy thì các bạn có mua cái đo oxy trong máu cái khoảng có 800 hay là triệu gì thôi. Đấy, cặp ngón tay này mình biết được cái lượng oxy trong máu, mà cái đấy có thể ta làm thí nghiệm được, tức là ta hở thở sâu hít vào thở sâu hít vào thì có thể là nồng độ oxy nó lên. Thì đấy là hôm nay thì chia sẻ với mọi người về cái vấn đề là vì sao mà ta mắc bệnh ung thư. Mắc bệnh ung thư thì hiểu một cách như vậy cho nó đơn giản. Thế còn lại như cái ta hiểu về những cái vi trùng, những cái tế bào lạ, đúng không ạ, tế bào lạ các thứ thì nó là cả một câu chuyện để ta biết thêm thôi. Nhưng mà đặc biệt là gì, tức là như tôi nói ban nãy ấy, tức là sự thiếu hụt oxy và nhiễm axit nặng ấy là hai mặt của một đồng xu. Tức là tế bào ung thư sinh ra mà ở trong cơ thể ta, tồn tại trong cơ thể ta, là nó lại sống trong môi trường axit nhé, sống trong môi trường axit và lại sống không cần oxy. Thế còn nếu như mà ta xử sự được với nó, đẩy được cái axit ra là coi như là không có cái tế bào ung thư, không có môi trường sống, đưa oxy vào là nuôi được tế bào khỏe, đưa được vào thì đương nhiên là đẩy được tế bào ung thư đi. Đấy, thì cái đó là hết sức chú ý đấy, tôi xin nhấn mạnh thêm. Thế và hôm nay cũng xin chia sẻ với mọi người một cái câu chuyện là tính về hành năm, tức là hành năm, vận khí của hành năm ấy, thì theo quy luật của vũ trụ có thổ, có kim, thủy, mộc, hỏa đó. Thì năm tức là ngũ hành ấy, thì hành của năm ấy, thì đây là nói về để ta biết là năm nay là đứng ở cái gì, đứng ở, ở hành gì, thế và nó dương nhiều hay là âm nhiều, tức là dương thái quá hay là âm thái quá, để mình xử sự nhá, xử sự nhá. Thì về hành năm á, thì các bạn có thể ghi như là để ra giấy được đó. Đây, Tý Sửu Dần Mão, đấy. Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, đấy, đây là từ chi và họa can là giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý. Thế thì năm nay là năm gì? Năm nay là năm năm 2008 là năm mậu mậu đây mậu mậu tuất tuất đây mậu tuất đó ạ, mậu tuất thì đứng ở hành hành trên này này, giáp bính mậu canh nhâm này, tý dần thìn ngọ thân tuất này, này là dương. Sửu Mão Tỵ Mùi Dậu Hổ này, ất đinh kỷ tân quý này là âm. Thế mà năm nay là năm gì? Mậu này, tuất, tức là năm nay là dương thái quá, đứng ở hành dương cả, hai cái này đứng ở hành dương cả, tức là dương thái quá, quá, tức là quá về dương. Thế còn năm này đi tính hành năm này, giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý thì đứng ở hàng ngang này, thì là gì, tức là giáp kỷ này thì đứng ở hành thổ, hành thổ 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 này, ất canh thì đứng ở hành kim,
Đấy. Đấy, Bính Tân đứng ở hành Thủy, Đinh Nhâm đứng ở hành Mộc, Mậu Quý đứng ở hành Hỏa. Hành Hỏa. Thế thì sang ở các hành ấy, thì bao giờ ông đi với năm năm tạng, năm tạng tỳ phế thận gan và tâm. Đấy, thận gan tâm tức là giáp giáp quỷ là hành thổ, thổ là mẹ, mẹ rất mẹ 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 thì đứng ở hành tỳ. Tỳ thế thì năm nay ấy là năm mậu tuất của bạn, mậu đây, mậu đây, mậu đứng hình hỏa, hỏa hành tâm. Vậy thì năm nay ấy, là hành của năm bệnh là bệnh tâm là gì? Là tim mạch đúng không? Bệnh tim mạch. Đó, tim mạch cho những người mà huyết áp cao, những người bị chủ yếu về những cái mạch tim mạch ấy, thì có thể là bị nặng hơn. Đó, bị nặng hơn vì do cái ngũ hành tính là như thế, cho nên là mách các bạn một cái nho nhỏ để ta biết và có những cái phòng tránh. Thì đây là cái kênh chính thức của tôi, là hành trình chữa bệnh ung thư đại tá Quốc Dũng, cho nên mọi chia sẻ câu hỏi của các bạn thì các bạn sẽ vào tôi sẽ trả lời, và cũng xin chúc các bạn mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc. Xin hết.